Đấy, ví dụ con này nó có vấn đề là mình sẽ loại. Đấy, con nào lừa đánh bình thường, áp nhảy là ok. Coi như là áp con sống. Đấy, test hết lượt, sau đó thì dọn dẹp vệ sinh. Quấn phủ thế bóng chống xước. Bàn giao cho anh em. Anh em mua về sử dụng gia đình. Đồ điện, bình nóng lạnh, điều hòa. Đấy, các cái đồ điện nhỏ sử dụng những con ếch này rất là an toàn cho gia đình nhé.